Hi, chào tất cả các bạn ha, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh mình ha. Thì để hôm nay mình quay lại cái bãi này hôm 26 mình rút công đây. Thì coi còn những món hàng gì ha. Thì cũng còn rất là ít các bạn. Thì cái máy đó thì bán rồi ha, còn mấy thứ linh tinh thôi. Đây mấy cái máy xe ha. Thì đây ba máy nè, coi cũng ba máy, bốn máy. Máy xe này bốn bếp dầu nè, ba máy. Kia bốn máy anh em. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình ha. Thì đây bốn máy chứ. Đây còn đề đầy đủ ha, chỉ có thiếu các nước thôi, về làm các nước rồi lại là chạy thôi ha. Này ok. Đó. Thì anh em nào cần thì thích thì có nhu cầu gì, mấy con này là anh em thấy nè, tem còn rất là ok luôn nè anh em thấy không? Đó. Còn siêu niêm phong luôn, chưa gỡ máy, chưa bao bung máy gì hết á. Ha, nó có mấy cái sơn này giống như mấy xe Honda mới các bạn thấy, các bạn đây hình dung hay đó, nó có nước sơn nó quẹt ra để nó làm dấu á ha. Cái con này còn rất là chuẩn luôn ha. Đó. Ha. Thì anh em nào có nhu cầu thì thích thì lấy mấy con này, thì nói chung là giá cũng hợp lý anh em. Giá rất là mềm hợp lý ha. Rồi, đặc biệt một con bơm khủng nè anh em. Con bơm này nó nặng là 312 kg. Con này thì xài cái motor Mitsubishi 3.7 kW đó nè. Thì anh em về, anh em nào có bao pha muốn bơm gì đó thì đấu lại ha, về dùng đắk nông về tưới cái gì tưới. Con này rất là rẻ anh em, thì giá rất là rẻ ha. Thì anh em nào thích thì cứ liên hệ mình đi. Con bơm nè đó, anh em thấy cái trục cốt của bông nó rất là bự luôn, rất là to luôn ha. Đó, cái inlet outlet ở đâu vậy, hình dung coi. Con này đây, thông số nó đây anh em ha. Ôi levo thì trong đây nó có cái dầu, phải đưa bôi dầu vô đây ha. Con này 300 mấy chục ký nhưng rẻ lắm, mềm đó nè. Đây cái thông tin của cái này ha, itemno capacity 1.26 m3/giờ, cột áp là 10 m, cái tốc độ nó chạy là 1350 vòng trên phút, motor 3.7 kW anh em. Nikiso đó, nguyên khung 300 mấy chục ký. Rồi để đảo vòng vòng còn gì nữa, thì còn mấy con xe nâng anh em, 4 con xe nâng tay, 4 xe nâng tay ha, 2 xe nâng điện này, 1 con xe nâng điện đây. Con này của Swiss Hammer. Thì hôm qua thì anh em mình quay sơ thì có nhiều anh em gọi mình hỏi quay chi tiết rồi, thì mình quay nay mình quay cho anh em xem nha. Thì đây có đang xài 2 cái bình nè, bình này bao nhiêu ta? 24 hả? 24 hay 12. Bình này mấy volt ta? Không thấy nữa anh em ơi. Bình hông á. Bình hông rồi, chắc không thấy rồi. Level con này bình này mấy insa băng, cái bình này của bên này nước bên trong còn rất là trong luôn, cái này lơ mơ sạc. 16 lơ mơ đó, anh thấy nước bên trong trong vắt luôn ha. Lơ mơ sạc là chạy được luôn á. Con này đó. Mấy bạn thấy không? Đó. Thì đây là cái lô xe nâng. Đó, xe nâng tay đây. 1,5 tấn 2 tấn. Đó, đó 2 tấn luôn. 4 con xe nâng tay, 2 xe nâng điện ha. Con này không biết mấy volt nữa. Mở ra sao ta? Phải gỡ ngóc này ra mới lấy ra được. Nào không thấy để bao nhiêu volt. Để cho anh em lấy. Em lấy không có. Rồi ok, thì anh em biết gì được gì ha. Đây con máy xe cực kỳ khủng luôn. Con này thì 4 máy luôn. Ha. Con này thì không có két nước còn bô. Đó. Mấy cái máy chục khi máy khí thì bán hết rồi, mấy máy khí nén bán hết rồi anh em. Đây còn con xe nâng nữa nè. Con xe nâng này còn bình luôn ta. Pin level nè. Em thấy không? Mình bật lên cho anh em xem nè. Đó. Đó, trái đèn luôn, còn 1 2 3, 3 nấc pin luôn ha. Ba nấc đèn ha. Đây mở sơ sơ ra coi. Nội thất bên trong. Đó, nó có nguyên cái tủ điều khiển gì bên trong rồi nè, bình đây nè, bình bự lắm anh em ơi. Đó, 3-4 bình luôn ha. Con này thì còn đầy đủ hết anh em ơi, bên trong bình điều khiển rồi đầy đủ. Xong rồi ừ. Mang được 2 tấn. Con này là capacity nó là 2 tấn nha anh em. Đó, con này của Toyota luôn ha. Đây em thấy cái logo Toyota còn rất đẹp ha. Có cái bàn để mình đứng lên luôn ha, đứng lên để mình di chuyển ha. Đó, thì anh em nào biết thì chơi thì về xài. Thì con này mình mới bán cái sạc rồi, bán rồi ha, đưa một anh về Cần Thơ. Đó, Còn cái con này anh kêu kia quay chi tiết lại cho ảnh nè, quay kích thước lại thì mình đã đo hào rồi. Đây, chiều dài của nó, chiều cao của nó đây anh em, chiều cao rất là cao, 1m2 nha, 1m2 rồi. Chiều dài nó là 6 tấc nha anh em, đó đây 6 tấc. Chiều rộng của nó là 4,7 tấc. Đó, cái con này xài cái motor đây, motor là 0.4 kW ha. Đó, và đặc biệt cái lưỡi nó còn rất là ok, cái motor là dài 4 tấc luôn. Bên đây cái bàn rất là ok luôn nè ha, cái này là vệ sinh nhẹ một cái nó đẹp lắm anh em, còn là ốc ác rất là ok luôn ha. Đó, ở đây cái bàn nó thì xây rất là nhẹ nhàng luôn ha. Đó, bàn đây nè anh em, xây qua xây lại nè, xây và nó có độ đây luôn ha, độ chi tiết bao nhiêu độ đây nè, thì anh em mài mũi khoan mũi bào gì đó thì anh em mài ha, đây anh em dặn ra xây ha. Đó, dặn vô đây, ra vô đây ha, và anh em xây được cái mâm này luôn nè. Đó, anh em thấy ở đây nó có cái độ gỡ để cho mình xây nè, mấy con này rất là đẹp luôn ha. Thì con này cũng đang còn, thì anh em nào thích thì cứ liên hệ mình ha. Đó, thì hôm nay cẩu hàng hết rồi thì chống để quay gõ cho anh em. Đó, nó nguyên một cái máy gì đó rất là to nha, con này 115 kg nha anh em. Đó, cho anh em hình dung được cái con máy 115 kg ha. Rồi, còn gì nữa? Con đó con gì hả? Con bơm hả? Máy xăng hả? Đây có con máy dầu nữa nè. Máy dầu con máy đó con Văn Ma NS90C. Con nó bao nhiêu ngựa anh Tài? Con này 9 ngựa nè anh em. Con này thì giá cũng mềm là. Anh em nào thích mua con này về chưa dọn luôn. Anh em về dọn ha. Rồi đó, ai nghe thôi. Đây con nữa nè, con mini nè. Đó. Hả? Dạ có máy xe. Rồi để mình đi ra ngoài này, còn con máy mài rất là độc. Không có máy xe gì. Máy xe hỏi mấy máy xe đó đó, anh nói đi, máy xe hôm qua em quay á. Máy xe. Đây hai con tiện ghen ha. Có con Denyo nè, Denyo này dầu nè. Dầu này thì con này thì máy xe gì anh Tài? Dạ. Con máy dầu. Con này 2.8 kW hả anh em? Rồi để mình quay. Thì mấy cái con hôm qua anh thấy, em thấy rất là nhiều nhưng bán hết rồi. Mấy con hang mắc phát điện nhỏ thì còn ha. Còn mấy con mà chục ít này bán hết rồi. Đây có một con bơm này giống như bơm quá chất nè nè. Đó, thì này anh em nào thích thì cứ liên hệ mình, giá cũng mềm lắm. Cái con này tại bãi ha, giá chưa dọn. Cũng mềm ha. Có con cắt cành này nè. Anh em nào chơi quất con này ha. Giá bèo nhèo luôn, kiếm cỏ vài xị uống cà phê thôi. Giật phà chạy luôn nha anh em. Anh giật chạy luôn nè. Anh em giật chạy luôn nè. Nãy mới giật. Nó chạy cái hiện. Rồi giờ nó không chạy rồi. Con này nãy em giật chạy luôn á. Con 10 triệu hả? Con 25 triệu. Một con cắt chè nữa nè. Cắt chè mà 2 càng luôn nha. Đó, con này bị gãy bên xăng rồi. Rồi bề gãy bên xăng rồi, hết sai được rồi. Sao mà để cho gãy uổng như trời. Để bên xăng hôm qua bữa đâu về đâu gãy đâu ta. Dạ chi rách á. Nè cái bình nãy giống cái bình này nè anh Tài. Mấy ký đó. À còn con máy hàng nè anh em. Máy hàng bấm. Ha. Máy hàng bấm rất là khủng bố luôn ha. Đây. 35 kg VA nha anh em. Điện này 200V 50Hz. Đó, cái dòng đó đó. Lấy bên đây bằng đồng không nha anh em. Máy hàng bấm nè. Anh em nào thích con này muốn mua thì cứ liên hệ mình ha. Đó. Máy hàng bấm nha anh em. Anh em về muốn bấm cái gì bấm để chơi, chứ dành cho những anh em nào biết anh em biết xài về mình sửa chữa rồi. Đây con tù trong đây nè, còn cục biến áp hãng chứ. Thì con này đủ đồ hết nha anh em, đủ đồ. Mấy cái ống này ống gì không biết nữa, toàn bằng đồng không anh em ơi. Đó rồi Con này con mài nè, mài gì không biết, mài lưỡi bào hết ta, mài dao mà gì á. Đây cái bàn nó đây nè ha. Thì anh em nào biết thì chơi thôi, mình còn mình không biết ha. Thì mấy con này thì còn nằm lại, nếu mà còn nằm lại gì thì giá nó cũng tương đối mềm nha. Đó, tương đối mềm nha nè, rất là mềm luôn. Cái con này thì mềm thôi, anh em về mua tự dọn lại ha, dọn lại mà chơi. Nếu mua thì dọn lại chơi ha. Panel power 0.75 kW ha. Đó. Này thì hai đá còn ok ha. Đó, thì hết rồi, nay về nhiêu đó ha. Đây cái lò nướng nữa nè, lò nướng super steam. Steam là bằng nướng bằng hơi nước nè. Ga steam, ga super steam. Đó, con này không biết sống chết nữa. Chung là một cái lò nướng rồi, hết rồi anh em. Hôm qua về hết rồi. Cái đầu máy này, lóc máy không à, lóc không à, này chắc bỏ rồi. Nói chung là cái còn được xíu nữa thôi chứ không. Cái này là bao nhiêu rưỡi anh? Hả? Hết rồi đó anh em, không còn gì. Có con máy xe này nữa nè. Cái xe này chắc hơi cổ quá, có két nước luôn. Anh em nào muốn thanh lý thì quất con này luôn, đề đầy đủ. Komatsu, con này của Komatsu anh em. Chà bá luôn. Chả biết. Thì mấy con này như anh bán hết rồi. Con khí nén nè, nén sấy, còn khi nén chục vít. Ủa hai con máy phát điện này còn không anh? Phát hàng, hai con phát hàng nè ha. Con này thì của Denyo. Này bao nhiêu ký VA ta? Dạ quay cho không thấy. Hai con phát hàng. Ủa phát hàng là sao ta? Vừa phát ra điện vừa phát ra hàng luôn hả? 150 mà. Đó. Vừa phát điện vừa phát hàng luôn anh em ơi. Chung là con này thì model là EW105M 1.55A 25.8V gì đó. Mắc là 65V. Ừ, không biết nữa. Chung là quay biết. Còn con quỷ này con gì nữa nè, anh em thấy không? Con này của Toyota, con này thì của lô trước luôn, lô trước còn rồi. Con này hình như là rửa gì cao áp gì đó, không phải, không biết, xịt rửa cao áp gì đó ha. Thì ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em xem nhớ like và đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất từ bên mình ha. Cái con này đợt sau hình như anh về được 3-4 con nữa nè. Cái này công sao thì khoảng lâu à, chứ không có mau được. Công sao lại hết tháng 7 năm mới, đầu tháng 8 mới đóng công là được. Thì hết tháng 7 và khoảng tháng sau nữa anh về 4-5 con này nữa. Thì anh em nào có nhà ý thì liên hệ ha. Hai con này thì đã bán rồi, người ta chưa chở, bán rồi từ công trước luôn. Con máy phát 800W ha. Đấy, hết rồi anh em ơi, đâu còn gì đâu. Hôm qua về là hết trơn rồi đó. Con máy tiện này bán rồi, tiện này là khách đã chuyển cọc rồi, quay chơi cho anh em xem thôi nè. Còn con chà bá trong đây thì đang coi lại. Ok, cảm ơn em đã xem video nha. Em xem nhớ like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ mình nha.